Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học lệnh di chuyển trong Photoshop. Để về lệnh di chuyển, các bạn nhấn phím V trên bàn phím hoặc nhấn vào biểu tượng này. Đây là lệnh di chuyển trong Photoshop. Tôi chọn lệnh di chuyển. Để di chuyển ảnh, chúng ta cùng nhau mở thêm một ảnh tiếp theo. Các bạn nhấn phím Ctrl O trên bàn phím và mở file 00, Open. Ngay khi Open, các bạn thấy rằng chúng ta có những cái tab quen thuộc như chúng ta sử dụng trên Google Chrome vậy. Bấm qua tab này, chúng ta sẽ thấy ảnh bên này và qua đây chúng ta sẽ thấy ảnh bên này. Các bạn có thể di chuyển qua lại cái tab này, tôi có thể giữ chặt chuột trái kéo qua bên này, đẩy qua và đẩy lại. Đó là cách chúng ta di chuyển và quản lý những tấm ảnh này. Nếu như tôi muốn lấy tấm ảnh hình cô gái chúng ta vừa mới mở lên qua cái tấm hình bên này, chúng ta làm như sau. Các bạn chọn qua hình cô gái, giữ chặt chuột trái, đưa con trỏ chuột lên vị trí cái tab bên này. Các bạn có thể bỏ vào đây, tôi bỏ tay ra, thì hình cô gái lập tức ở trong cái tấm hình chúng ta. Để thu nhỏ hình cô gái này lại, các bạn nhấn tổ hợp phím Alt+ và xoay cái con lăn lên chuột, thu nhỏ lại. Sau đó các bạn nhấn phím Ctrl T để định dạng cái hình này. Tại vì hình này kích thước quá lớn nó sẽ tràn ra khỏi vùng ảnh. Sau khi nhấn Ctrl T xong, các bạn nhấn phím Shift để thu nhỏ cái ảnh này lại. Cộng phím Alt+ và giữ chuột trái ở một góc này, các bạn đẩy lên, nó nhỏ lại. Sau khi nhỏ lại, các bạn Enter để kết thúc lệnh. Thì Ctrl T chính là cái phím mà giúp chúng ta biến dạng ảnh. Bây giờ tôi nhấn Alt+ và xoay cái con trỏ chuột đưa lên trên để cho lớn lên. Thì bây giờ chúng ta đã có ảnh ở đây rồi. Bây giờ tôi có thể dùng lệnh di chuyển ảnh. Tôi có thể chọn hình dưới để di chuyển được không? Thì không chọn được, bởi vì chúng ta chưa kích hoạt chế độ tự chọn layer. Các bạn có thể nhân bản cái ảnh này ra bằng cách nhấn phím Alt+ và lệnh di chuyển, nhấn phím Alt+. Các bạn thấy con trỏ chuột của chúng ta đang có sự biến đổi. Tôi bỏ ngay lên lát này. Tôi nhấn vào này. Con trỏ chuột đang có biểu tượng nhân đôi. Khi có biểu tượng nhân đôi, các bạn nhấn chặt chuột trái và bấm tấm ảnh này kéo qua. Được hai tấm ảnh. Rất nhanh phải không các bạn? Bây giờ tôi muốn chọn tấm ảnh này, tôi di chuyển thì sao? Tấm ảnh bên này này. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta không di chuyển được. Vì vậy, để kích hoạt cái chế độ tự chọn các layer, chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào phần Auto Select và bấm vào đây, chọn phần layer. Với cái lựa chọn này, tôi bấm vào tấm ảnh này, tôi có thể di chuyển được tấm hình. Và bấm vào đây cũng được. Còn nếu tôi bỏ đi, thì tôi di chuyển tấm hình bên này thôi. Bên này tôi không chọn được. Tôi sẽ bấm vào đây để chúng ta di chuyển dễ dàng hơn. Các bạn thấy rằng, cái di chuyển của tôi có những cái đường line màu tím. Là nó canh tóng các tấm hình với nhau. Để kích hoạt đường line là chúng ta vào như sau. Các bạn vào phần View. Vào phần Show. Nó có tên là Smart Guide, tức là lưới thông minh. Nếu tôi bỏ Smart Guide đi, tôi di chuyển, nó sẽ không tự bắt điểm cho tôi nữa. Bây giờ tôi kích hoạt cái phần Smart Guide này. Thì chế độ bắt điểm sẽ được kích hoạt và chúng ta làm việc rất là dễ dàng. Đúng không các bạn? Khi tôi chọn một tấm hình, tôi muốn biến dạng nó hoặc xoay nó, các bạn có thể nhấn phím Ctrl T hoặc vào phần Edit. Free Transform. Chúng ta là Ctrl T. Tôi bấm vào đây. Với cái lệnh này chúng ta có thể làm như sau. Các bạn nhấn một góc này để chúng ta thu phóng ảnh. Dẹt ảnh. Nếu bạn nhấn thêm phím Shift nữa thì nó sẽ giúp căn đều tấm ảnh mà không bị biến dạng. Các bạn nhấn phím Alt+ thì nó sẽ thu phóng từ giữa lên. Tôi có thể cho nhỏ lại. Nếu bạn muốn xoay thì các bạn đưa con trỏ chuột ra ngoài góc một chút để có cái vòng tròn chúng ta xoay. Để xoay ảnh. Ảnh này chúng ta xoay quanh cái vị trí tâm center ở đây. Nếu bạn di chuyển vị trí tâm thì chúng ta xoay quanh một vị trí khác. Tôi có thể di chuyển cái tâm lên góc này. Tôi xoay. Để xoay quanh góc này. Còn nó có các kiểu biến dạng khác kéo dài ra. Nhưng với kiểu này chúng ta ít sử dụng bởi vì nó sẽ làm biến dạng tấm ảnh của chúng ta. Các bạn muốn thoát ra nhấn phím ESC góc trái trên cùng trên bàn phím. Để chọn nhiều hơn một đối tượng chúng ta làm như sau. Bây giờ tôi đang chọn đối tượng này. Các bạn nên nhớ và kích vào Auto Select. Và phần di chuyển đây nhé. Tôi chọn đối tượng này tôi di chuyển được. Bây giờ tôi muốn chọn thêm đối tượng này tôi làm cách nào? Thì các bạn nhấn phím Shift trên bàn phím và bấm chuột trái đối tượng thứ hai cần chọn. Tôi kích. Và bây giờ tôi có thể di chuyển cả hai đối tượng. Đúng không các bạn? Chúng ta nhấn phím Shift để chúng ta trừ thêm một đối tượng. Tôi nhấn Shift cộng thêm hai đối tượng. Tôi nhấn Shift bấm đối tượng này. Tôi sẽ trừ đi. Nếu tôi muốn cắt tấm hình này ra, tôi có thể làm như sau. Tôi vào công cụ chọn vùng. Đây là chọn hình chữ nhật. Tôi kéo vùng chọn trên tấm hình này. Các bạn nên nhớ là các bạn đứng ở tấm hình nào thì nó sẽ chọn và cắt tấm hình đó. Giả sử như tôi bắt đầu nhấn phím Ctrl D để bỏ chọn cái vùng chọn này.
Đầu tiên tôi sẽ ấn định nhận tấm hình này. Tôi dùng cái vùng chọn này tôi kéo. Sau đó tôi về cái lệnh di chuyển này. Biểu tượng của chúng ta ở ngoài là di chuyển, nhưng mà cho trong vùng chọn bạn thấy rằng có thêm cái kéo nữa là tôi có thể cắt rời cái hình này ra. Giả sử tôi kéo qua đây. Và tôi đã cắt rời tấm hình này ra rồi. Vì vậy một tấm hình tôi có thể cắt rời thành nhiều tấm hình khác nhau. Các bạn muốn bỏ vùng chọn đi, chúng ta vào phần Select, bấm vào Deselect. Hoặc là tôi muốn cắt tiếp tục tấm hình này. Về di chuyển, kéo qua. Đúng không các bạn? Rất dễ dàng. Chúng ta vào Select, Deselect hoặc Ctrl Nếu các bạn muốn xóa một cái tấm hình nào đó thì chúng ta có thể chọn tấm hình và nhấn phím Delete trên bàn phím để chúng ta xóa tấm hình. Có thể xóa một hoặc nhiều tấm hình. Tôi thấy không cần thiết phải sử dụng hình này nữa, tôi có thể chọn tấm hình này, các bạn có thể xóa đi. Chúng ta nhấn phím Delete trên bàn phím. Thậm chí các bạn có thể cắt ghép một phần của tấm ảnh. Tôi sẽ chuyển qua tab bên này. Tôi dùng cái vùng chọn này, tôi muốn cái đôi môi của cô này thôi. Sau đó tôi về lệnh di chuyển, nhấn phím P trên bàn phím. Cầm cái vùng chọn này, kéo thả qua bên này. Các bạn yên tâm rằng những vùng chọn bên kia chúng ta sẽ không mất cái môi bên đó. Tôi kéo qua đây. Nếu thấy lớn quá các bạn nhấn phím Ctrl T. Giữ phím Shift và Alt Tab. Cầm một góc thu nhỏ lại. Rất đơn giản và dễ dàng phải không các bạn? Và chúng ta qua bên này kiểm tra xem cái môi bên này có mất hay không. Thì thực ra nó không mất. Các bạn nhấn phím Ctrl V để chúng ta bỏ vùng chọn đi, hoặc là vào phần Select, Deselect, tôi có thể nhập vào đây. Ngoài những lựa chọn về vùng chọn dạng hình chữ nhật rectangular, chúng ta có sự lựa chọn nhấn đặt chuột trái vào. Các bạn thấy rằng lựa chọn hình ellipse. Các bạn kéo ra và chúng ta có vùng chọn hình ellipse. Nếu như đang ở vùng chọn, các bạn có thể di chuyển vùng chọn. Nhưng nếu như các bạn chuyển sang lệnh này, chúng ta chuyển thành lệnh cắt. Các bạn có thể bỏ vùng chọn đi bằng phím Alt D. Ngoài ra nó còn một vài kiểu lựa chọn như là Single Ground tạo những cái hàng và cột. Các bạn chỉ cần bấm chuột trái một lần. Nó sẽ tự tạo bạn những vùng chọn hàng cột. Cái này để làm gì? Để chúng ta tạo những cái đường line và chúng ta fill màu cho nó. Tôi có thể ví dụ như sau. Tôi chọn một cái ở trên này. Nếu các bạn muốn tô màu, chúng ta có thể bấm vào ô màu này. Tôi chọn màu đỏ. Ok. Sau đó chúng ta về công cụ dội sơn. Ở đây Pen Sketch Tool. Các bạn phóng to lên một cách nhấn Alt Tab và xoay bánh xe lên con trỏ chuột. Tôi phóng lớn lên này. Tôi dội sơn vào đây. Là tự dưng nó sẽ dội tôi cái màu đỏ vào đây. Chúng ta có đường line màu đỏ. Các bạn nhấn phím Ctrl D để bỏ vùng chọn để kiểm tra. Chúng ta thấy ngay rằng có một đường line màu đỏ, chúng ta đã dội sơn vào nó rồi. Các bạn có thể chọn đường này là ngang hoặc là chọn đường dọc. Đây là các công cụ chọn hình chữ nhật, hình tròn, đường ngang, đường dọc. Vừa rồi chúng ta kéo ra ngoài này một cái hình. Các bạn thấy rằng nó chưa được tròn. Chúng ta có thể giữ phím Shift trên bàn phím để tròn. Các bạn nhấn thêm phím Alt Tab thì cái điểm đầu tiên nó sẽ là cái điểm tâm. Và các bạn cũng kéo tròn. Ví dụ tôi chọn đây này. Tôi di chuyển vùng chọn này xuống dưới này. Tôi cho nó màu đỏ. Cách đầu tiên các bạn đã dùng sơn để dội. Cách thứ hai, nếu là ô màu ở trên, các bạn nhấn tổ hợp phím Alt Tab cộng phím Delete là phím xóa bằng phím để chúng ta fill màu thì cũng ra màu đỏ, và chúng ta nhấn Ctrl D để bỏ chọn. Ngoài ra chúng ta có thể cộng trừ vùng chọn, lấy ra vùng chọn. Tôi lấy ví dụ như sau. Chúng ta về vùng chọn Rectangle. Các bạn kéo ra vùng chọn. Bây giờ tôi sẽ giữ phím Shift. Cái dấu cộng hiện ngay ở cái con trỏ chuột chúng ta. Tôi bắt đầu kéo thêm vùng chọn nó, giữ chặt phím Shift, nhấn chuột trái và kéo thêm. Hai vùng chọn sẽ lấy cái phần vần bao của nó. Bây giờ tôi cần thêm test lại. Nhấn phím Alt Tab là chúng ta sẽ lấy phần trừ vùng chọn. Tôi cần Ctrl Z tiếp. Bây giờ tôi nhấn tổ hợp phím Shift Alt Tab và tôi kéo. Thì lấy phần dao của các vùng chọn. Thì ngoài những tính chất chung, các vùng chọn chúng ta còn có cộng trừ giao các vùng chọn với nhau để trong quá trình chúng ta làm thì ứng dụng nó được dễ dàng. Bây giờ tôi nhấn phím Ctrl D để bỏ chọn. Vậy là rất nhanh chúng ta đã cùng làm quen với lệnh di chuyển và các kiểu chọn vùng trong Photoshop.